Xin chào các bạn đến với Rượu Vàng Ngon Mỗi Ngày. Hôm nay Rượu Ngon sẽ giới thiệu cho các bạn về một chai vàng Pháp vừa giá tiền mà lại ngon, đó chính là chai Menuit Rouge. Menuit Bordeaux Rouge AOC là sự pha trộn giữa các giống nho đặc trưng của vùng Pomerol thuộc Bordeaux. Menuit được sản xuất từ ba giống nho quý của Bordeaux là Merlot, Cabernet Sauvignon và Cabernet Franc. Menuit Rouge đến từ nhà sản xuất Maison Rivière, được thành lập từ năm 1875 ở Saint-Émilion, nơi đã sản xuất ra dòng Menuit Bordeaux sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu cao nhất về rượu vang, thổ nhưỡng. Đặc biệt mang lại cho giống nho quý tộc này là hương thơm đậm đà và vô cùng tinh tế của những quả chín. Kèm theo đó là một chút hương gỗ sồi nhẹ, đặc trưng nhờ vào quá trình ủ trong thùng gỗ sồi, cấu trúc chặt chẽ, phức hợp và mượt mà. Những quả nho được thu hoạch kết hợp bằng máy và thủ công, các chùm nho sẽ được phân loại cẩn thận và làm sạch trước khi ép để thu được nước ép tốt nhất. Sau đó sẽ được lên men truyền thống và được nuôi ủ với rác men đến 28 ngày, thường xuyên được trộn đều trong các bể thép không gỉ và có kiểm soát nhiệt độ. Menuit tiếp tục được ủ trong thùng gỗ sồi ít nhất là 12 tháng, hương vị dễ chịu, mượt mà, được tạo nên bởi các hương thơm của trái cây đỏ tươi của giống nho Lâu, hương thơm anh đào và gia thuộc của Cabernet Sauvignon và mùi khói cùng với sự mềm mại của Cabernet Franc. Nhờ vào quá trình nuôi ủ trong thùng gỗ sồi đã phát triển một số hương thơm nhẹ nhàng của vani và làm cho tannin mềm mượt, khiến Menuit Rouge trở thành một loại rượu Bordeaux tuyệt vời cho các bữa ăn của bạn. Và hãy cùng follow Rượu Ngon để cùng tìm hiểu nhiều hơn về các sản phẩm về rượu vang nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.